Lê Văn Thắng. Ừ, anh Thắng nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 83. À, 83 hả? 83 thì cũng năm nay 40 ha. Rồi anh Thắng hiện nay đang sinh sống ở đâu? Tổ 6 khu phố Khánh Hội, Tân Khánh, Tân Nguyên, Bình Dương. À, Tân Nguyên, Bình Dương à. Vậy cũng không xa lắm đúng không? Ồ, tưởng xa. Rồi hôm nay anh về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm ai? Tìm vợ. Dạ. Anh cho em biết này, vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Trần Thị Hiền, sinh năm 84. Trần Thị Hiền. Dạ. 83 và 84. Tuổi chuột và tuổi heo đúng không? Ồ. Hai vợ chồng anh à, cưới nhau lâu chưa? 15 năm rồi. À, mình được mấy người con rồi anh? Ba thằng trai. Ba ông con trai luôn. Bọn này ngon rồi. Ba ông mình đã chuẩn bị ba lô đất chưa? Có chưa? Dạ chưa. Chưa, chưa chuẩn bị, tương lai chuẩn bị đi. Nha. Rồi anh cho em biết này, hai vợ chồng mình có đăng ký kết hôn không? Dạ có. Có hả? Rồi trong thời gian vừa qua là hai vợ chồng anh đang làm công việc gì, vợ ở đâu? Vợ làm công ty Mai Mỹ Mỹ Tú Linh Chinh. Ừ, thế còn anh? Còn bằng ở ngoài tự do, bằng cơ khí mà. À, làm cơ khí. Dạ. À, thu nhập hai vợ chồng ổn định không? Dạ cũng được. Ba người con hiện nay còn học không? Dạ còn. À, mình ở Bình Dương là có nhà không hay là ở trọ? Ở trọ. Ở trọ hả? Mình quê gốc ở đâu? Kiên Giang. À, quê gốc Kiên Giang. Dạ. Xa dữ vậy hả? Ồ. Rồi, hôm nay về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm vợ. Rồi anh cho em biết này, anh có biết lý do tại sao mà vợ bỏ nhà đi hoặc mất tích không? Dạ, em trong lúc khi em có nóng giận, em có quánh vợ hai bạt tay và cũng có một cái lời nói là đuổi vợ. Ồ. Rồi trước đây á, trước đây mình đã từng thường xuyên là xảy ra mâu thuẫn hoặc đánh vợ bao giờ chưa? Dạ có, mà mấy năm về trước. Ôi giời ơi, mấy năm tận một trận. Lúc nào bực quá thì luôn. Ồ, bực quá là cho mày lên sàn thi đấu luôn. Dạ. Là tao dạy cho mày một bài học. Đánh đau không? Dạ tán bà vô mặt này. Mạnh một tay không? Thôi. Nói chung là sức mình thì cũng hơi mạnh. Ôi giời ơi, tán nhẹ thôi, giơ cao lên. Nhưng mà đụng là nhẹ thôi. Nhiều bà phụ nữ là chưa đụng là chưa khều là ba gào rồi. Là mình phải bỏ chạy ngay, không kịp luôn. Đó, mà đây chính là vợ Hiền đúng không? Dạ. Ừ. Trong thời gian vừa qua là kinh tế ổn định nhưng mà xảy ra mâu thuẫn đục đục liên tục như vậy. Đây con bữa đã đi khám bệnh ở Bình Dương. Ừ. Rồi bữa chắc sáng bác sĩ là nói là bữa nay cho em xuất viện. Ừ. Mà trong khi đó là em ở nhà nóng ruột, mong con mau xuất viện về. Ừ. Rồi vợ trong bệnh viện biết là con chiều nay xuất viện về mà không điện cho em hay. À. Rồi em đi chở hai thằng nhỏ vô thăm thăm thằng anh đó. Rồi con thằng anh nó nói là cha ơi bữa nay là con xuất viện về rồi. Ừ. Rồi cái vợ em nói là anh ơi bữa nay thằng Phát xuất viện về đó. Rồi em cũng nói một câu hơi phũ phàng đó, mày đừng nói chuyện với tao nữa. Ừ. Tại sao mà hồi sáng xuất viện mà không cho hay. Ừ. Bây giờ thằng con nói rồi mày mới cho hay là sao. Ừ. Rồi em mới có nói câu hơi phũ phàng đó, mày chiều nay mày đừng có về nữa, đi luôn đi. Ồ. Vậy đó. Vậy là đi luôn. Rồi vợ em về. Rồi em chở con em về, rồi vợ em ở lại là 5 giờ lặn lấy thuốc. Rồi bác sĩ 5 giờ bác sĩ nói là ngày mai mới phát thuốc. Rồi vợ em điện em ra nữa, ừ anh ơi ra rước em. Rồi vợ em nói là mày đi về được thì về, còn về không được thì đi luôn cũng được. Ôi giời ơi. Rồi một chút xíu rồi vợ em đi xe ôm về. Xe ôm về thì cũng đem hai cái bít nước đá, cái bít cơm trong bệnh viện về đem vô trong phòng. Rồi bước ở dưới cái chòi ở máy hiền trước ngồi ở ngoài đó cả tiếng hồ không chịu lên. Rồi em vừa nóng giận cái vụ mà con xuất viện về mà không cho báo cáo, không cho hay. Rồi dẫn buồn cái này nữa. Rồi em mới kêu thằng con mày lên mình xỉn mẹ mày lên cho cha nói chuyện coi. Ừ. Rồi nói qua nói lại thì nói chung ra vợ em cũng nói một câu, nói anh ơi cho em xin lỗi. Ờ. Nó nói không có lỗi phải hết trơn, cái này là cái lỗi này quá đáng rồi. Ừ. Thì vợ chồng cãi qua cái lợi thì nói chung ra em cũng có tán vô đây là hai bạt tay. Ôi giời. Tán cũng hơi mạnh. Rồi em cũng có dùng cái lời lẽ nó thô tục là nó là đuổi mày ra khỏi nhà, không cho mày vô nhà nữa. Ừ. Đuổi ra khỏi nhà. Lúc ấy mình đã nhậu chưa? Dạ em là không uống rượu, không uống thuốc. Ờ. Không cà phê, không rượu chè, không chơi bời, không có gì chứ. Nhưng mà gái là có đúng không? Dạ không luôn. Không luôn, chỉ muốn tội đánh vợ thôi. Tội là tánh là nóng dữ lắm. Ừ, nóng. Nóng dữ lắm mà. Mình trước đây nóng dữ không? Hầu như là... Trước thời thanh niên có nóng dữ như bây giờ? Ừ, dạ, chị giờ vẫn còn một thôi. Vậy hả? Dạ. Vậy là trước gọi là Trương Phi à? Trương Phi không bằng em đâu. Ô trời ơi, nhưng mà Trương Phi này bị ăn đòn bao giờ chưa? Bị vợ thì chưa có chưa đỡ giờ chưa bị quá. Chưa bị quánh hả? Nói chung ra là em đối xử với sớm ghiền với anh em ngoài thì nó rất là thích.
mà nói Nhưng mà chung tại là đối sao với vợ con là hầu như là mình vũ hơi vũ phu đi, nó mẹ vũ tại phu đi, tại sao vậy? ăn hiếp vợ, tại vợ hiền quá mình ăn hiếp. Nhưng mà Trời ơi, vậy là bây giờ thì quá muộn rồi. dạ Trước đi làm về hàng tháng, hàng tuần, hàng quý có đưa tiền vợ không? nói chung ra vợ em thì không có cầm, không cầm tiền, là em cầm tiền không à, Vợ không muốn cầm hay muốn giữ hay không sao? muốn cầm, tại vì em là cầm. Vợ đưa hết luôn. Dạ và mỗi cái gì em để cái. Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân là điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Như trong nhà đó, khi vợ muốn mua gì thì tự anh vợ lấy, cho em cũng không có mà chi như là mỗi tháng nhiêu nhiêu. Nói chung là mình cũng không chi, không hoạch định đúng không? Để cái tiền trong Nhưng đại cái loại là vợ đó, cũng không cầm đúng không? già vợ không cầm thì đó giờ. Rồi từ trước vợ đã bỏ nhà đi bao giờ chưa? Nói chung ra cũng ba bốn lần mà Ôi chỉ có giờ. một hai ngày là về thôi, Trước đi đâu? cũng đi vòng vòng ở nhà Sao cô, vợ nhà nhà lại xóm bỏ đi? thì cũng cãi giải với nhau, thì cũng lời nói em cũng cũng đủ Cũng đuổi cũng đánh đuổi luôn. và cũng có quánh Mình có đuổi thống kê gì. là từ ngày lấy vợ là mình đánh bao trận rồi? Nếu mà em tính là từ lúc em đám cưới 20 trận là không? chắc cỡ chục lần chứ không tới đâu, Ôi trời, cha mẹ ơi, là cha mẹ ơi. mà em qua mỗi lần em quánh thì nó cũng có Mình cưới đáng. vợ được bao nhiêu năm rồi? Năm mấy? Từ năm mấy? 2000 mấy? Em cứ là năm nay là em tính tuổi đẻ là năm nay 41, là em cưới vợ là năm 25 tuổi, là nó chắc năm nay cũng là 17, 16 18, 16, 17 năm. 15 16 năm. Gọi là cách khoảng 1 năm, 1 năm 2 là mình tám một trận. Là đều đều như vậy. Đúng không? Là Chắc trên hết chục mấy trận năm rồi. đầu, mấy năm đầu thì Mấy năm nó đầu cũng đánh liên có, tục. và cũng có mấy Chỉ năm có nó đánh liên tục. nguyên tắc là chỉ có mới cưới về phát là tối đánh luôn là được. Tối đánh một trận thật đau. Nha. Chứ còn cứ cưới về mà cứ hơn năm ông táng con ta trận này là không được rồi. Đúng chưa? Mình có con gái không? Không có con gái đúng không? Nếu như mình có con gái mà lui lúc trưởng thành 18 20 gả chồng. Đúng chưa? Gặp cái ông tướng nào con rể nó cũng giống như mình ấy. Nó cứ táng vợ xong chửi cha chửi mẹ, mình nghe mình bức xúc không? Đúng chưa? Mình nuôi con mình không táng bà tai, không nói nặng nói nhẹ đúng không? Mà để cho thằng khác cái tự nhiên là nó đè đầu cái cổ nó táng mình nghe bức xúc không? Đúng chưa? Nghe lại nhiều khi có ngẫm lại không? Mình chơi với bạn bè những cái ông bạn ấy, ông có đánh vợ không? Có ông nào đánh vợ mạnh không? Hay là mình đánh như vậy là nhẹ nhất rồi? Hầu như là em hầu như không có bạn có bè, Ôi tại vì giời em ít ơi. có giao lưu với bạn bè lắm. Chết tôi rồi, ít nhậu cũng ít bạn đúng không? Dạ không có, hầu như là em không có nhiễm bất cứ chuyện gì chân, chỉ có cái tánh nóng thôi. Tối hai vợ chồng về ngủ chung, thường thường ngủ chung hay ngủ riêng? Dạ ngủ chung. Gần đây nhất đấy, trong những ngày gần đây nhất, những năm gần đây là vợ thay đổi tính tình không? Nói chung ra vợ là hầu như là ok hết, là rất là hiền, trong nhà trong cửa rất là đảm đang. Ok, hiền mất mà lại đánh người ta. Tại vì cái tánh của em nó hơi gia trưởng, tại vì mình Ôi muốn giời muốn làm ông ơi. lớn không chứ không muốn làm nhỏ. Muốn là ông chủ đúng không? Dạ muốn làm ông chủ không. Vợ nhìn mặt hiền khô à? Vợ thì rất là hiền, là em rất là công nhận rất là hiền. Tôi Ở nhìn. ở vợ làm dâu là đối với cha mẹ chồng là không có một cái tiếng nói gì Thế hết. mà đi đánh người ta tội nghiệp không? Này cái tánh, lúc cái tánh của em nóng lên thì nó không có kiềm chế được. Mình bình thường trong mắt có đỏ không? Lúc mà gần khùng khùng lên mắt có đỏ không? Nóng mắt có Em đỏ không? không biết nữa, tại vì mắt em mà nó Nên nhìn lúc đó. với vợ không chạy à? Nói Sao tại chung sao lúc không lúc bình tĩnh lại ấy, có xin lỗi vợ bao giờ không? Hay không? có Chắc lúc, không. có lúc khi mà nóng lên mà quánh vợ rồi vợ Xong. đi rồi cũng xin lỗi, cũng hứa hẹn. Hứa hẹn có dạy vợ lần sau anh nóng này em là em chạy trốn luôn không? Có được rồi, mấy tháng trước vợ cũng đi qua bên Không, là nhà. trước khi mà mình xảy ra chuyện này nè, là trước đây ví dụ mỗi một lần nóng như vậy đến lúc ngoài mình xin lỗi mình biết sai đấy á, là có bảo vợ là lần sau mà anh nóng như vậy là em đi chỗ khác không? Dạ có. Có mà vợ ông đi luôn. Vậy đợt trước là cũng cũng tình trạng đi gì cái xong rồi năn nỉ xong, anh nói giờ anh cái tánh anh nóng như vậy nóng chừng 5 phút thôi, dù giờ anh nóng á, thì em cứ nhịn anh đi, dù mà hết nguội rồi giờ tới đó em nói anh thì anh nghe được, anh mới nghe được, còn lúc anh nóng là em đừng có cãi cãi, dù đúng hay sai thì anh cũng Anh cũng đều cho anh là đúng hết. cũng cũng vừa là đúng hết, Rồi tại vì cái đấy. tánh anh gia trưởng. Thua rồi. Kèo thất bại rồi. Bà vợ nhìn mặt hiền lắm. Nhìn cặp mắt này là mắt rất hiền. Dạ hiền lắm. Vợ quê đâu? Quê Vĩnh Phúc anh. Vĩnh Phúc hả? Dạ. Ôi giời ơi là giời ơi. Chính toàn là bà này bà chịu đòn nhiều rồi. Không không có nhiều đâu. Các bà khác là chạy xe ghép lâu rồi. Gặp mấy bà mà ở mấy cái tỉnh loanh quanh ở đây nhá,
táng một không táng thôi là đã cao chạy xa bay rồi chứ. Nó là trục trận thì nói thật là chỉ có mấy bà gái ngoài Bắc này là hay chịu đòn tốt. Dạ, em công nhận là vợ em là chịu đòn tốt số 1 luôn, là đúng chưa? Rất là hiền, rất là hiền, rất là người ta đảm đang này mà người ta đẻ cho ba thằng con luôn, ba ông quý tử, đúng chưa? Dạ, ba ông liền mà cuối cùng là bây giờ đánh con người ta này. Mà trước mình gặp nhau, mình yêu nhau trên trên Tây Nguyên hay là đâu? Lúc em mặn ở bên quận 12 Gò Vấp đó, không, quen hai chồng bằng bằng quen, công ty quen, quen lâu không? Dạ quen cũng mấy tháng. Tám tỉnh dữ không? Lúc ấy có thể lon hiện biển nhà anh yêu em, anh không đánh em không anh? Chắc cũng có. Ôi giời ơi, này ông này không giữ lời hứa rồi. Tôi cũng gốc người Bắc ấy, nhưng mà tôi chưa đánh bạt tay nào bao giờ. Dạ. Mà tôi nói một tiếng là tôi đuổi đi luôn à. Không đánh mà đuổi luôn. Đuổi là đuổi đi luôn à. Mà đuổi đi không có kiếm. Nha, một cái một đi luôn. Còn em à, cái tánh em nóng là lúc em nóng là thấy em giết người ta làm hùm làm hổ. Ôi mà trong vòng 5 phút hồ là cũng như là bình thường. Vậy là không nhiều có... khi mình đã nghĩ là xong những đợt đó mình về mình nghĩ là mình sai lầm chưa? Rất là đợt này. Thế là mình phải kiềm chế lại chứ. Đợt này là rất là hối hận, thấy suy nghĩ thấy vợ con mà nó rất là hiền mình đối xử. Bây giờ này là cái ý tưởng mà vợ đi ngoại tình là khó xảy ra nha. Chắc không có bởi đâu. Vì anh em đây tìm hiểu nghe cái câu chuyện mà trên dưới 10 phút mà nghe đấy mình đánh con người ta cái này là khó, đúng không? Bây giờ thấy sai không? Bây giờ kiếm không có một kiếm được một người vợ nào mà về vừa làm người ở này, đúng chưa? Vừa phục vụ này, vừa lo toan này, vừa đẻ con cho mình được như vậy, chắc chắn là cái điều khó có thể xảy ra, thực sự như vậy. Vợ thì không thiếu, nhưng kiếm một người vợ như vậy gần bằng như vậy là không bà có nha. Mình chỉ cần dơ thôi hoặc mình chửi người ta thôi là đã bỏ đi rồi, đừng nói mình đánh người ta nữa, đúng không? Nhưng cũng đánh như vợ có khóc không, vợ có ngồi nhìn tội lỗi không, nhìn thương không? Những lúc về xong rồi tối ôm ấp về có nói xin xỏ gì không, xin cho vợ có phản ứng gì không? Vợ không nói gì. Không nói gì luôn à? Dạ. Không, thế là lần sau mình đánh tiếp. Trời ơi nè trời. Bây giờ vợ về có đánh nữa không? Chắc là không đâu. Sao mà chắc tại được? Tại vì cái lúc này vợ đợt này nó vợ đi nó thời gian dài quá. Giờ rút kinh nghiệm rồi. Bây giờ là không phải là gan dài mà bây giờ có thể là đi luôn. Trước đây là líu kéo vì con nhưng bây giờ là có thể đi luôn đó. Nha, nhiều người ta như vậy á. Nha. Đi luôn bây giờ mình có lấy vợ khác được không? Lấy thì được đó. Dạ em không lấy đâu. Làm sao mà không lấy được? Một tại mình. Tại vì cái lý do của em mà em không lấy. Thế bây giờ mà vợ mà chấp nhận mà chia tay luôn thì có buồn không? Rất là buồn. Hối hận không? Hối hận nè. Em rất là buồn, rất là hối hận mà nhất khắc là em không lấy. Tôi cũng là người đàn ông, tôi nóng tính lắm. Tôi nóng không ai nóng bằng tôi. Một cái một là cho lên mây luôn. Không có nói nhiều. Nói chuyện vậy thôi. Thế nhưng mà không ai đánh vợ. Đúng không? Mình biết là mình nóng, mình đánh những người phụ nữ như vậy là mình... Vũ phu à? Không được. Xã hội người ta không có chấp nhận. Mới mình hình dung như con này mình vậy, như con là tôi mà đứa nào chỉ đụng một bạt tay là tôi đá ra lộn người luôn, đúng chưa? Dạ. Mà đây vợ mình, người ta nuôi vợ mình to, đúng không? Đến khi mà gả cho mình người ta được cái gì đâu, đúng không? Đánh người ta tội không, đúng chưa? Đó. Tôi ra đường ai mà đụng vào gia đình nhà tôi là tôi một thà, một là một, hai là hai, tôi không một thà. Ê, vì vậy nên bây giờ mình cũng hình dung mình cũng người ta, con người ta cũng đều giống cũng như mình vậy, đúng chưa? Tội không? Giờ là hối hận một màng chưa? Vợ sinh năm 1984, tuổi Tý, Trần Thị Hiền, tên Hiền, tuổi Hiền, người Hiền. Đó. Thế mấy đứa con mỗi lúc đánh nhau, đánh lộn này là mấy đứa con nó can thiệp, nó có ba được đánh mẹ không? Dạ nó đứng nó khóc không à. Khóc không mà mình không thấy cảm động gì à? Nói chung em cũng quánh là một hai bạt tay thôi, em không có quánh mà quánh tấp nập như vậy. Tay thôi là đau lắm thiệt, phụ nữ người ta không chịu đâu. Mình chỉ cần khều khều thôi mà người ta đã đau lắm rồi. Mà mình giơ thẳng cánh như là mình táng người ta, cái một là hoa mắt chóng mặt luôn. Đom đóm là nó bay trên trời, khắp trời khắp mây luôn á. Nhưng bây giờ này là mình xác định này là hiện nay là mình sai hoàn toàn rồi, đúng không? Dạ. Yeah. Không có gì để đúng hết á. Dạ. Yeah. Đúng chưa? Dạ. Yeah. Không cần biết là một người đàn ông giỏi đến cỡ nào. Nhưng mà đánh phụ nữ là nhiều khi người ta không chấp nhận được. Bây giờ cái cuộc trò chuyện này không có dài. Cũng 14, 15 phút thôi. Yeah. Nhưng mà thấy này, thực sự là anh em thấy này, không biết là liệu bà và vợ này, liệu bà có đồng cảm, thông cảm hay không.
là anh em chưa dám chắc, nhưng mà hy vọng là anh em sẽ tìm ra thông tin chính thức vợ anh đang ở đâu để có thể là cho anh nói chuyện, để hai bên có thể là giải quyết cái cuộc xung đột này. Mà hy vọng là nếu như xong đợt này thì mình cũng về phải cố gắng chịu đựng những lúc mình nóng. Ở đây là anh em không phải dạy khôn, nhưng có điều mình nóng là sai, nóng là phát ngôn bừa bãi. Nha, tất cả các chuyên gia người ta khuyến cáo những con người nóng lẩy ấy, là những lúc đó là không kiềm chế được bản thân là phát ngôn bừa bãi, và những hành động cử chỉ mình có thể là rất lộn xộn và có thể là gây ra rất nhiều cái phải nói là hậu quả khôn lường, đúng chưa? Nhiều người nóng quá đến hối hận luôn đó. Mà ví dụ mình nóng quá mình giơ thẳng cánh cò cả bay mà vợ nằm trong đấy một đống luôn thì đúng chưa, ba đứa con nó hận mình suốt đời luôn, đúng chưa? Mà mình còn phải đi bóc lịch nữa, đúng không? Còn chưa kể là bây giờ vợ nó sẽ buồn đó, những lúc mình đánh cái này tối về ngủ trên giường làm sao mà nó yêu mình như lúc người khác được, đúng chưa? Đó, thế nên vợ của anh là rất dễ có thể bị sa ngã tới đây. Bây giờ anh hãy lên đây để anh nói chuyện rõ ràng, mình xin lỗi vợ thẳng thắn, xin lỗi nhiều lần và thẳng thắn, để hy vọng là vợ thực sự vợ xem được, vợ có thể vợ thông cảm mà để cùng quay trở về để nuôi các đứa con. Bây giờ hai vợ chồng bỏ nhau thì dễ, đúng không? Nhưng còn ba đứa con bây giờ thiếu cha thiếu mẹ thì rất tội, đúng không? Ai cũng có thể lấy được vợ lấy chồng, nhưng mà tội nhất là những đứa con tự nhiên là mất mẹ vì mình, đúng chưa? Mình nuôi con mình không bao bọc được vì mình, mà cuối cùng là xảy mâu thuẫn vì vợ chồng nhảy xung đột đó, để cho mất mẹ đó. Mất mẹ thì bây giờ thì chúng kiếm đâu được mẹ như vậy nữa, đúng không? Rồi anh hãy nói chuyện rõ ràng lên đây để hy vọng là vợ anh xem được. Em ơi, anh đã nóng, anh đã biết sai rồi. Em hãy tha thứ cho anh một lần này đi, một lần duy nhất thôi. Và mong em tha thứ cho anh. Sớm về gia đình để cùng lo cho các con. Con nó còn nhỏ khổ lắm em ơi. Mong em tha thứ cho anh một lần này thôi. Nếu mà lần sau anh tái phạm, anh không chấp trách ai được hết. Em vì con mà về với gia đình, vợ chồng mình chung mà để nuôi con. Thời gian này anh rất là hối hận, rất là buồn. Mong em tha thứ cho anh. Cái gì sự côn đồ của anh mới làm cho vợ con đau khổ. Anh lên đây cũng cầu mong cho em thầy được thấy và tha thứ cho anh, sớm quay về với gia đình để cùng anh và em lo cho các con. Nếu ở với cha thì không có mẹ, mà ở với mẹ thì không có cha, khổ lắm em ơi. Em cũng biết, em cũng có thiếu tình cha, không có tình cha em biết là nó khổ như thế nào rồi. Anh cũng mong em là bỏ qua cho anh và cùng anh lo cho các con có cha có mẹ đầy đủ. Anh xin hứa từ nay sắp tới anh không bạo lực mà cũng không có tánh côn đồ này như nữa. Một lần sau nữa thì em đi anh cũng không dám trách hờn ai, mà anh cũng không dám cầu xin ai nói tiếp anh. Mong em mà được cái coi cái clip này mà bỏ qua cho anh, mà về với gia đình mà lo cho các con. Và em cũng nhờ cộng đồng mạng giúp giùm em kiếm được vợ. Em xin chân thành cảm ơn. Vợ trước khi đi là đem cả giấy đăng ký kết hôn và căn cước đi này là có ý đồ? Dạ không phải. Tại vì em nóng á, thì em muốn đòi chia tay. Mà cái giấy kết hôn này nó thẳng ra là vợ không có lấy, mà em xé bỏ. Em xé bỏ làm đôi mà vợ lấy lại, vợ đem theo, vợ dán lại. Dán lại. Xé làm đôi thôi. Dán lại để làm gì biết rồi, là hiểu rồi. Dạ. Nha, về tự tìm hiểu nha. Dán lại vị trí là bây giờ vợ chỉ cần đăng ký kết hôn. Dán lại và cái căn cước đi là đủ hiểu rồi. Em vì vậy cho nên là hy vọng là mình hãy ăn năn hối cải thành thật để cho vợ xem và vợ có thể động lòng và suy nghĩ lại để vì các con để quay trở về. Và tới đây phải hứa với vợ là từ đây là mãi về sau mình phải bù đắp cho vợ, mà những lúc mà mình nóng mà mình sai là tự mình có thể mình phải đi chỗ khác nhá.
Nhưng nhiều khi là phụ nữ người ta sinh con đẻ cái, đúng không? Người ta vừa làm mẹ này, người ta vừa làm vợ này, đúng không? Người ta phải phụ giúp, vừa này thành người giúp việc luôn á. Người ta có rất nhiều cái phải nói là rất tội nha. Mình không nên đánh đập những người phụ nữ hoặc là bất kể ai cũng vậy. Những người phụ nữ là những người rất tội, đặc biệt nó là vợ mình, đúng không? Tối thì ngủ chung, đúng chưa? Ban ngày thì phải làm việc, vừa nuôi dạy các con. Đó, nhìn tội không? Đó. Hôm nay thì về đây thì thực sự cái câu chuyện này chia sẻ ở đây thì chắc chắn là cũng rất nhiều người có thể chỉ trích. Bởi vì xã hội hiện đại bây giờ là người ta không có đánh nhau, người ta không có đánh lộn, mà đặc biệt là đánh vợ nhá. Hy vọng là vợ của anh xem được video này, vợ anh có thể là thông cảm và bỏ qua cho anh để quay trở về cùng với các con. Mà nếu lần sau mà anh tái phạm thì chắc chắn là anh không còn một bao giờ còn một cái cơ hội gì nữa, gọi là cơ hội không đến lần thứ hai đâu. Bởi vì đây có thể là vợ anh bỏ qua cho anh rất nhiều lần rồi, đúng chưa? Không phải lần này đâu đó, nhưng mà có thể là lần này là lần cuối cùng. Hy vọng là em gái đang ở đâu đó em xem được video này, em hãy quay trở về, hoặc vì lý do nào đó em không về được thì em hãy liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ có cách để nói chuyện với em và nói chuyện với chồng em, và đặc biệt các con của em hiện nay đang rất cần cái tình thương của cả cha cả mẹ. Rồi hôm nay em về đây, em nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình, em có đồng ý cho các anh em đăng tải tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ không? Dạ đồng ý. Đồng ý ha. Cái thông tin em chia sẻ này hoàn toàn là có đúng sự thật không em? Dạ đúng. Đúng à. Dạ. Rồi, cuối video là cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo. Đây là một cái câu chuyện thực sự là muôn vàn phức tạp. Trong thời gian vừa qua rất nhiều câu chuyện là vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, rất nhiều câu chuyện khác không mâu thuẫn nhưng vợ vẫn bỏ đi theo những người đàn ông khác. Nhưng đây là vì cái câu chuyện là vợ chồng xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, xung đột. Đến giờ phút này là chồng gọi là giơ tay thẳng cánh là cũng vợ bỏ đi đi. Đó, chưa biết là vợ đang ở phương trời nào. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn trong những video tiếp theo.